Nga phản đối NATO bố trí hỏa tiễn Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ, tin từ Moscow. Phát ngôn viên Alexander Shukashevich của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng hiện Nga chưa có phản ứng, còn cần phải xem NATO sẽ làm gì và Nga sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, thì Thứ trưởng Ryabkov đã nói rằng quân sự hóa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là một dấu hiệu báo động. Đại sứ các nước NATO đã họp trong ngày hôm qua để cứu xét yêu cầu bố trí hỏa tiễn Patriot của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra yêu cầu sau khi thảo luận với nhiều nước NATO về việc nỗ lực bảo vệ biên giới. Ngày hôm qua, ông Tổng thư ký Rasmussen nói rằng việc bố trí hỏa tiễn ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là biện pháp đề phòng, không nhằm mục đích thiết lập vùng cấm bay trên không phận của Syria. Hoa Kỳ, Hà Lan và Đức Quốc đang có hỏa tiễn có thể cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.